các hình ảnh đường ruột và cải thiện lâm sàng từ nước thông tin mật mã. Hội diễn thuyết đặc biệt Dr. Hiromi Shinya. Thời gian: trong 6 tháng nay, tôi đã quay được một số hình ảnh về đường ruột con người, dài khoảng 6 phút. Mời quý vị theo dõi đoạn tài liệu ngắn sau đây. Hiện quý vị đã nhìn thấy một đường ruột bình thường. Trước đó đã cho nhiều người xem qua rồi. Đường ruột này rất đẹp, trong đó mạch máu cũng rất sạch sẽ. Như vậy, chủ nhân của nó sẽ không bị bệnh. Có lẽ mọi người đều có đường ruột như vậy. Tôi cũng vậy. Đây là đường ruột của người ăn chay, không ăn thịt. Trường hợp uống không đủ nước, phân sẽ bám dính lên thành ruột. Có thể nhìn thấy không có sắc máu. Đồng thời có thể nhìn thấy có ít phân bám lên thành ruột. Nhưng như vậy vẫn có thể xem là đường ruột khỏe mạnh. Đây là đường ruột dơ bẩn, là đường ruột của bệnh nhân ung thư vú. Nhìn thấy đường ruột người này, cảm thấy quả nhiên bị bệnh rồi. Đây là đường ruột của một người ung thư phổi. Nhìn thấy rất dơ. Từ giờ phút này, đường ruột sẽ hấp thu các loại độc tố, cuối cùng sẽ làm cho gan càng thêm mệt mỏi. Chúng ta cùng xem lại người này. Thực tình thì rất dơ. Người này cũng là bệnh nhân ung thư vú. Phái nữ nếu không uống nước nhiều và ăn nhiều loại thức ăn từ sữa thì cũng có thể dơ như vậy. Ông ta là bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt. Ông ta ăn rất nhiều thịt lúc còn trẻ và một ngày uống khoảng 2000cc sữa bò. Hậu quả là trở nên thế này. Hình ảnh ruột như vậy có thể mắc phải bất cứ bệnh ung thư nào. Vì vậy, quý vị hãy giữ gìn sức khỏe. Cố gắng 1/10 cũng tốt, 1/3 cũng tốt, 100% là tốt nhất. Xin hãy nhớ tôi và những lời tôi đã nói. Xin hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe. Xin cảm ơn quý vị.